Kính thưa quý vị, hàng chục người phải tới nơi tạm trú sau trận động đất tại Miến Điện, tên tự Sagaing. Các cư dân từ ít nhất 4 tòa nhà ở quận Sagaing quá sợ hãi, không dám ngủ trong nhà sau khi trận động đất làm rung chuyển miền Trung Miến Điện. Họ phải chuyển đến một trường tiểu học gần đó, nay đã được biến thành trại tạm trú. Trận động đất xảy ra gần thành phố lớn thứ hai của Miến Điện là Mandalay đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Số người thiệt mạng có thể còn tăng cao vì một phần của chiếc cầu chưa hoàn tất đã bị sập xuống sông Irrawaddy và một số công nhân bị mất tích. Trận động đất mạnh 6.8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm ngày hôm qua cách thành phố Mandalay 60 cây số hướng tây bắc, gần thị trấn Swedbo và có độ sâu khoảng 10 cây số. Đoạn phim từ chùa Mayathentan cho thấy nóc chùa bị lắc lư và động đất đã gây ra một số vết nứt. Chùa Minkun cũng bị hư hại nặng. Tổng thống Obama sẽ là tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Miến Điện trong tháng này. Ông Obama sẽ tới Miến Điện trong chuyến thăm Đông Nam Á từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 11. Ông cũng sẽ đến Thái Lan và Campuchia. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông Obama kể từ khi tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ nhì vào tuần trước.